Này các cô gái à, mình đang viết vào cuốn nhật ký. Cuối cùng thì các Ken cũng chịu hẹn bọn mình đi chơi rồi. Đúng rồi, Barbie Diana. Sẵn cậu viết luôn rằng các Ken rất may mắn khi bọn mình đồng ý đi chơi với họ đi. Mấy nàng ơi, các cậu thấy sao hả? Mình đang dùng son môi màu hồng, vậy có nên dùng màu mắt hồng luôn hay không đây hả? Cậu đánh mũi hồng luôn đi cho đồng bộ. Môi hồng, mắt hồng. Thôi nghe đi, mình chán màu hồng của cậu lắm rồi đó. Barbie Nastia, mình nghĩ màu mắt hồng không hợp với cậu chút nào đâu. Cứ để như bình thường đi, cậu đẹp sẵn rồi mà. Các cô gái, mình xong rồi. Các cậu thì sao hả? Các cậu có cần thêm thời gian không? Con gái bọn mình nên dành nhiều thời gian để sửa soạn hơn. Hiển nhiên các Ken phải đợi hơn 2 tiếng nữa mới được. Thôi đi mấy chị. Chị thật sự cho rằng các chàng trai sẽ đợi 10 tiếng hay sao? Vẫn còn nhiều Barbie khác trên khắp thế giới Barbie này đó. Barbie Gigi à, em vẫn còn rất nhỏ nên vẫn chưa hiểu được thế nào là một Barbie trưởng thành đâu. Cho dù 20 tiếng á, thì Ken vẫn phải đợi bọn mình mà thôi. Họ là Ken mà, và bọn mình là Barbie. Bọn mình phải dành nhiều thời gian để tân trang. Đúng vậy, càng tới trễ càng cho thấy giá trị của bọn mình. Mình nói đúng chứ các nàng? Bạn nói chính xác rồi đó. Được thôi, em nghĩ các Ken sẽ không thèm đợi chị nữa đâu. Bọn mình còn phải đợi bao lâu nữa đây? Đã đứng đây 6 tiếng rồi. Đúng đấy, bọn họ đồng ý đi chơi với bọn mình mà lại tới trễ. Giờ nên làm gì đây? Thôi nào các cậu, bình tĩnh đi. Họ là Barbie, họ có quyền đến trễ. Cái gì? Đi ma, ý của cậu là gì đây? Bọn họ có thể trễ 6 tiếng sao? Vì họ là Barbie, nên bọn mình phải đứng như tượng ở đây à? Bình tĩnh xíu đi, khó khăn lắm mới thuyết phục được bọn họ đi chơi với mình. Nên đợi chút đi, mình nản lắm rồi đấy. Bọn mình sẽ đợi thêm 15 phút nữa, họ không đến thì khỏi hẹn luôn đi. Đúng vậy, và mình sẽ đem hoa tặng cho Barbie khác. Nè, sao cậu dám làm vậy? Bọn mình sẽ đợi nếu cần thiết. Mình nói rồi, chỉ đợi thêm 15 phút nữa thôi. Nếu cậu thích thì cứ đợi đi. Mình nói đợi là đợi. Bây giờ là 3:45, đúng 4 giờ bọn mình sẽ về. Cô gái à, bọn mình đã trễ hết 7 tiếng đồng hồ rồi đó. Giờ thì có thể bắt đầu đi đến chỗ hẹn được rồi. Giờ thì các chàng trai sẽ hiểu được giá trị của bọn mình. Bọn mình trễ tận 7 tiếng cơ mấy mà. Mấy bạn à, mình không muốn đi dưới thời tiết nóng bức như vậy đâu. Mình hoàn toàn đồng ý á. Thế nên bọn mình sẽ dùng chiếc xe màu hồng của mình nha. Cho em đi cùng đi được không? Được không mấy chị? Được thôi. Đi thôi nào, đi. Các cô gái đi à thôi. Đi nào. Barbie à, cứ thông thả đi bộ ra xe nha. Bọn mình là Barbie, bọn mình không có vội đâu. Nhưng mà nóng quá trời nóng à. Lên xe thôi nào các nàng. Bọn họ đâu rồi? Mình lo lắng quá đi. Có lẽ họ gặp vấn đề gì đó rồi. Vấn đề gì? Họ chỉ đang làm giá thôi. Bọn mình đã đợi 7 tiếng đồng hồ rồi. Barbie thì hay lắm mà. Mình sẽ không đợi thêm 7 tiếng nữa đâu. Làm vậy không hay đâu. Họ là con gái mà. Candy ma, cậu muốn từ bỏ bạn bè đến chơi với con gái ư? Đi thôi. Kìa, Barbie kìa, đi ba nhỏ tiếng thôi. Bọn mình phải thể hiện thái độ. Bọn mình phải nói rõ với họ. Họ không thể đối xử với mình như vậy. À Tim, cậu đang nói gì thế? Đây là buổi hẹn hò đấy. Xin chào các chàng trai, bọn mình đến rồi nè. Bọn mình rất nhanh, có đúng như vậy không hả? Bọn mình trang điểm rất nhanh, siêu siêu nhanh luôn. Đúng đó. Vậy á, mình thì không kịp đánh mắt luôn nè. Đúng vậy, nhanh như sao băng luôn. Họ còn ngồi tám chuyện nữa cơ mà. Chi à, em lặng lặng đi chứ. Được rồi, bọn mình sẽ chạy xe máy đi đâu đây hả? Các cậu biết gì chưa Barbie? Tự đi tìm Ken khác đi. Bọn mình sẽ không cầm quả cúc đứng đây đợi 20 tiếng nữa đâu. Không thèm. Sao mấy cậu lại tỏ thái độ vậy? Đi mà, bây giờ cậu chọn đi. Bọn tớ hay bọn họ? Đúng vậy, chọn đi. Xin lỗi Barbie, mình không thể phản bội bạn bè. Này chàng trai, này, à, chàng trai. Có chuyện gì với các cậu có chuyện vậy? Gì sao? Bọn mình là con gái mà, nên đến trễ là chuyện bình thường thôi. Còn lâu nha, mau cầm lấy hoa. Và cậu sẽ không bao giờ trễ nữa. Sao vậy? Ken à, sao có thể như vậy? Bọn mình thật không ngờ sẽ bị đối xử như vậy. Mấy chị, em có thể đoán được điều sẽ xảy ra nếu mọi người trễ hai ngày đó. Nè đợi đã, các cậu đã nghĩ sai về bọn mình rồi. Bọn mình không phải như vậy mà. Các cậu bị sao vậy? Đã vậy thì bọn mình sẽ đi nói với mẹ tiên để bà ấy biến các cậu thành chú ếch xanh luôn. Đúng đó Diana. Báo cáo bọn họ đi. Mẹ tiên à, chúng con cần phải xử lý bọn họ ngay. Họ là những kẻ bội bạc á. Đúng đó mẹ tiên à, họ không chỉ mắng mà còn ném hoa vào mặt chúng con nữa. Bà tiên à, vấn đề ở đây là bọn họ tự đánh giá bản thân quá cao. Đúng vậy, bọn họ trễ hẹn tận 7 tiếng đồng hồ. Đợi đã nào, kể lại từ đầu xem nào, đã xảy ra chuyện gì? Các cô gái chuẩn bị quá lâu, tận 7 tiếng đồng hồ. Các chàng trai mệt mỏi vì chờ đợi nên là không muốn hẹn hò nữa.
Chi Chi, im lặng đi. Các chàng trai à, đó là lý do mà các con ném hoa đó hả? Thật đáng xấu hổ các mà. Các cậu thấy chưa, họ là con gái, họ được phép làm mọi thứ. Không, không đòi nào đâu. Đúng như vậy đó. Barbie à, các con đừng lo, đã có mẹ tiên ta ở đây rồi. Giờ thấy cậu sắp quá ớt rồi đấy. Ta sẽ hoán đổi cơ thể của các con để các chàng trai hiểu được ý nghĩa của việc làm con gái. Đừng làm vậy mà, đúng vậy. Mẹ tiên à, đừng làm mẹ đâu. Một, hai, ba, đổi cơ thể. Trời, chuyện gì vậy? Biến mọi thứ trở lại đi mà. Thật sự không muốn hoán đổi chút nào hết đó. Làm ơn đi mà. Đi mà, mình sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu. Lấy lại bộ tóc của cậu đi. Mình nghĩ đó là mình ở chính giữa là Barbie Julie. Cậu có thấy gì không? Đấy không phải là Barbie Nastya. Cậu không giống Barbie Nastya chút nào cả. Ta phải đi rồi nha, tạm biệt. Này mẹ, biến mọi thứ lại đi mẹ. Tới khi các con sống hòa thuận và thấu hiểu nhau, ý ta là các chàng trai hiểu được thế nào là con gái, ta sẽ biến mọi thứ trở lại. Bà Tiên, đi đâu vậy? Bọn mình phải làm gì đây? Mình đi thôi, không thể ở đây trong hình dạng này được đâu. Đúng vậy, đi. Đi. Có bọn này mà, cậu đi đâu vậy? Mình không muốn làm đi ma chút nào đâu. Mình muốn mái tóc vàng xinh đẹp của mình à. Mình cũng như vậy á. Mình muốn mái tóc vàng xoăn xinh đẹp của mình trở lại. Các cậu thấy Kostya chứ, cậu ấy trông giống như Julie. Cậu ấy không phải là Julie, cậu ấy là Kostya. Nghe này các chàng trai, em rất mệt khi phải đứng đây nóng chết mất kia. Ai là chàng trai? Nói cái gì vậy? Vẫn còn đây nè, em nhìn kỹ đi. Được rồi, bình tĩnh đi mà. Chị biết hết mọi thứ. Nhưng mấy chiếc xe này lái sao đây hả? Bọn mình không thể là màu hồng mà mình thích nữa. Không có đẹp xíu nào, trơn trội à. Được rồi, thử thôi nào. Lái nó thử đi nào. Cố gắng thử nào. Cố lên. Cố lên, Nastya. Các nàng à, bọn mình vẫn là Barbie hả? Đúng vậy á, với quả đầu này thiệt là. Em vẫn là Barbie. Thiệt là bực mình quá đi à. Nhìn đi, cậu đúng là tay lái giỏi đó, Barbie à. Ờ, đi ma chứ. Chị đang lái nó đây nè. Cố lên, em đang đẩy nó. Đợi đã, Gigi sẽ gục mất thôi. Julie à, cậu nặng quá. Đến nơi rồi. Phải dựng nó làm sao để nó không bị ngã mới được. Nắm lấy, kéo lên. Hả? Cái này nè. Đúng rồi, này hả? Để mình làm cho. Không được nè. Giúp mình đi, Julie làm thử xem nha. Julie thông minh thật đó. Julie Kostya, cậu mạnh quá à. Hả? Cái gì mà Julie Kostya? Mình là Julie. Được rồi, bây giờ cắt ngắn nhiều đây nha. Mình nghĩ nhiêu đó hơi bị nhiều đấy. Ngừng thảo luận đi, nói cho mình biết bao nhiêu và mình sẽ cắt nó. Đợi chút, bọn mình cần quyết định. Đúng vậy, nếu cắt nhiều quá sẽ không dán lại được đâu. Nghe này, tóc vàng à. Sao cậu lấy xe của bọn này hả? Bọn này đẩy mấy chiếc xe máy rất là cực đó. Rung hết cả lên à. Aha, Diana mà cũng lái và đẩy xe. Vui lắm hả? Kostya, sao cậu lại cầm cái kéo thế hả? Các cậu muốn làm gì? Cắt nó đi. Đã suy nghĩ kỹ chưa? Đúng vậy, nhanh lên, mình thấy sợ rồi nè. Đừng có làm như vậy nha, bọn mình cắt tóc bọn mình đi sao vậy hả? Thật á. Bọn mình cần phải cắt tóc này đi, sau đó thì cạo nó đi, vì nó quá nóng. Này, bạn không được cắt tóc của mình đâu. Sau khi đổi lại cơ thể, mình sẽ hối đầu á, không chịu đâu. Xin lỗi Diana, mình không thể như vậy. Mình thậm chí không dám ra đường luôn. Em thấy Barbie nên bị trọc. Gigi à, không đời nào đâu. Bọn chị sẽ không bao giờ bị hói. Họ không dám đụng vào tóc của bọn chị. Các chàng trai à, thỏa thuận trước đi đã. Đừng có cắt gì hết nha, năn nỉ mà. Gọi bà tiên của mấy cậu ra để bà ấy hoán đổi lại. Đúng vậy, bọn này không thích đi đứng giống Barbie chút nào. Bộ cậu muốn bọn này bị bạn bè cười vào mặt sao? Bình tĩnh đã nào. Vậy thì hãy gọi bà tiên ra đi. Có lẽ không nên đâu. Cứ để mọi thứ như vậy đi. Bà tiên bà ơi, bọn chị phải. Bà tiên ơi, bà tiên, bà tiên ơi, xuất hiện đi mà. Bà tiên.
Sao rồi hả? Các con thích cơ thể mới này chứ? Người biết gì không hả bà Tiên? Bọn con không có thích chút nào hết đó. Hoán đổi lại cơ thể đi mà. Đúng đó bà Tiên, biến mọi thứ lại đi. Họ đang muốn cắt tóc bọn con. Bọn con không thể chấp nhận nổi chuyện này. Bọn con phải sống với mái tóc ngắn này à? Thật tuyệt, mình không phải là Ken. May mắn thật đó. Bà Tiên, đừng như họ lại nhảy nữa. Hoán đổi bọn con lại đi. Có vẻ các con không thích sự thay đổi này. Đổi lại cũng được, nhưng ta có điều kiện nha. Điều kiện là điều gì? Nghe đây, các Barbie nam phải make up như những gì mà con gái làm, hiểu rõ chưa? Hả? Gì chứ? Và các Ken nữ phải sửa xe máy nữa. Nếu như các con làm được chuyện này, ta sẽ hoán đổi lại cho các con. Các nàng à, chúng ta phải cố gắng sửa xe thật nhanh thôi. Đúng vậy. Đi thôi nào. Đi. Các chàng trai, mang mỹ phẩm đến đây, bọn mình sẽ trang điểm ư? Nếu cậu muốn đổi lại thì bọn mình phải làm thôi. Mấy nàng à, bọn chúng ta phải sửa xe thật sao đúng hả? Đúng vậy, hiển đúng nhiên. Đúng vậy, hiển nhiên. Được rồi, làm thôi nào. Bọn mình sẽ vẽ mắt ở đây nha. Được rồi, làm thôi. Kem nền nè. Làm thôi. Kem nào. Kem nền lên. Kem nền đâu? Dùng kem nền. Nastya vẽ đi. Cậu đang làm gì thế? Không được. Đây nè, như thế này nè. Đúng rồi. Ừ, đây, để mình vẽ lại. Vẫn chưa xong mà. Có lẽ đúng nên rồi, dùng thêm mascara để chút lông mi ha. Đây nè, có son môi không? À đúng rồi, như thế này nè. Đúng rồi, như thế này. Vậy có mắt rồi nè. Vẽ mắt lên nè. Như vậy nè. À Tim, mình tin cậu, làm đi. Đúng đấy à Tim, tất cả phụ thuộc vào cậu đấy. Mình nên dùng gì đây? Mình không hiểu mấy món này lắm. À Tim, không quan trọng đâu, làm đi. Phải làm xong việc được giao. Được rồi, cậu còn gì nữa không? Mình còn bút vẽ mắt đi. Đánh màu ở đây nha, làm đi nha. Chỗ này nè. Đánh chỗ này nè. Để mình phụ cho. Nhanh nào, mau vẽ đi. Được rồi, mình làm nè. Làm đi Achim, nhưng phải đẹp nha. Được rồi. Wow. Đợi chút, vẫn chưa xong đâu nha. Mình có bút da khuyết điểm nè. Đây, che lên. Như vậy nè. Đúng rồi, cậu có thể dùng nó ở phần má đó. Giống rút quá. Xong rồi nè. Mình sẵn sàng rồi. Bọn này cũng vậy, xong rồi. Bọn mình sẽ không bao giờ để bị hoán đổi nữa. Trời ơi, cậu vẽ gì vậy? Bộ cậu nghĩ làm con gái dễ lắm sao? Mình đã tận lực rồi. Nhưng mà mình nghĩ nó ổn đấy. Được rồi, đi đến chỗ bà Tiên và nghe xem người nói gì. Đẩy nó đi, nhanh lên nào. Đang đẩy đây. Bà Tiên ơi, bọn con đã sửa xong mấy chiếc xe này rồi nè. Bà nhìn đi, giờ thì nó có mặt nè, mắt nè, lông mi và môi nữa đây nè. Nhìn cho kỹ nha. Má nữa. Bà Tiên, bọn con thì lại không làm được. Bọn con không thể trang điểm. Bọn con thừa nhận làm con gái không dễ dàng gì. Được rồi các chàng trai à. Thế còn các cô gái, các con sửa được xe chưa? Dạ rồi thưa bà Tiên. Không nghe thấy à? Rồi thưa bà Tiên. Rồi hả? Dạ, không chạy được. Mọi thứ đã rõ rồi. Con gái làm con trai có dễ dàng hay là không đây? Bà Tiên à, bà đùa con đó hả? Thật đáng sợ khi làm con trai mà. Đúng, dạ đúng, thật đáng sợ. Còn các chàng trai thì sao? Làm con gái dễ dàng không? Nghe nè bà Tiên, biến mọi thứ như cũ đi. Đương nhiên là rất khó rồi. Bọn con phải dành hơn một tiếng để trang điểm. Thấy chưa? Các con phải dành hơn một tiếng để trang điểm lận. Hãy nghĩ xem, nó cũng sẽ khó với các cô gái mà. Họ phải chuốt mi nè, còn tô son nữa. Nghe này bà Tiên à, dễ hay không thì cứ hoán đổi lại trước đi. Bọn con không muốn làm con trai đâu. Vậy quyết định của các con là gì? Hòa thuận không? Vâng ạ. Dạ có. Vậy thì được rồi, không cãi nhau nữa nghe chưa? 1, 2, 3, hoán đổi cơ thể trở lại.